Ba anh em mình xin kính chào các bác chị bạn. Xin chào. Chào. Trước tiên ba anh em mình cũng xin kính chúc cô bác anh chị các bạn sức khỏe và năng. À, Tấn thấy hai anh em hôm nay thi nhau ăn cái món hủ tiếu sườn kho bữa ăn. Dạ. Hủ tiếu sườn kho này của người Hoa. Đây mình căng đi. Ba ký 850. Rồi 1 ký. Trừ cái tô nhỏ thì nó chưa tới 300 g thì còn 700 g. Còn tô lớn thì 1 ký, trừ 1 ký thì còn lại là 2 ký 80. Tức là 3 ký rưỡi á. À cái tô này dưới 1 ký. Rồi. Dưới 1 ký thì cho tô này thêm một miếng thịt đi. Đó. chín trăm rưỡi gram luôn nè, cho hai anh em từ nhỏ trước đi. Rồi cái này là 1 ký 8, nói chung chúng tôi cho lệch chút xíu á nè. Thấy cái tô bự này thì nó hơi giác chút, rồi coi lại coi, tô bự là 3 ký 8 đúng. Cái này giác mình cho ra một chút xíu, cho bằng luôn, công bằng. Rồi lúc 3 ký 8 luôn. Bây giờ hai anh em được 30 phút sao? Đầy khổ khăn. Nhưng nhớ là hết trước 30 phút mới được tiền nha, còn mà qua 31 phút là không có tiền nha. Dù cho dù ai là hơn ăn ít ăn nhiều vẫn quan trọng đấu ý cái đồng hồ nữa nha. Rồi rồi đúng rồi. Hết trước được 2 triệu, còn người thua cuộc thì không có tiền nha. Dạ. Yeah. À, sao cũng đại diện hai anh em mà tổng mời cô bác chị bạn dùng hủ tiếu với hai anh em mình. Dạ, rồi chuẩn bị. 1, 2, 3. Thank you.
Ăn cái thịt với vớt cái tô nhỏ ăn cho nó từ từ, là thời gian để dài mà. Cái này nguội để tầm 20 phút ăn hết, từ từ chút. Thank you.
Trong cái tàu này giữ nóng lâu lắm, giữ nóng giữ vậy. Thank you.
bạn này ăn nóng thở hò he quá chứ. Xuống còn làm miếng nữa. Thôi thôi, tính hết rồi. Có 22 phút, 22 phút mười mấy giây. Nóng quá sao thở dữ vậy tử? Nó nóng rồi, nó cứng bụng cái nên mình thở cho nó hơi nó ra, nó ném xuống mình. Dạ, chứ không phải là ăn không nổi thở hả? Dạ. Có như là thở cho nó xì ra hả? Ok, phần thưởng của Tứ Đức. Ví dụ là thở cho xì ra hết. Dạ, thấy không phải ta? À, cảm ơn. Ba anh em mình đây cũng cảm ơn cô bác anh chị các bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của ba anh em mình. Ba anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác chị bạn sức khỏe dành đang. Xin chào, hẹn lại.